Chào các em học sinh, ở bài giảng lần trước các em đã được nghiên cứu về ước và bội của một số. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một khái niệm dựa trên khái niệm ước và bội của một số, đó chính là ước chung và bội chung. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số lý thuyết liên quan tới ước chung. Chúng ta đã được học ở bài trước, ước của 4 ta có thể liệt kê là 1, 2 và 4. Ước của 6 ta liệt kê 1, 2, 3 và 6. Ta thấy ngay hai tập hợp này có hai phần tử chung là 1 và 2. Khi đó, 1 và 2 được gọi là ước chung của 4 và 6. Nói cách khác, ước chung của 2 hay nhiều số là ước của tất cả các số đó. Đó chính là định nghĩa của ước chung. Tập hợp các ước chung của A và B chúng ta sẽ ký hiệu là UC mở ngoặc A, B đóng ngoặc. Thế thì khi đó, X thuộc ước chung của A và B nếu như A chia hết cho X và B cũng chia hết cho X. Cái này hoàn toàn suy ra từ định nghĩa. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về ước chung. Cô chắc chắn rằng với cách làm tương tự thì các em có thể định nghĩa ngay được bội chung. Tuy nhiên, cô cũng vẫn sẽ lấy ví dụ để chúng ta có thể tưởng tượng một cách rõ ràng hơn. Bội của 4, cô liệt kê các số 0, 4, 8, 12, 16, 20, v.v. Bội của 6 tương tự như vậy, chúng ta có thể liệt kê vài số đầu tiên, thì khi đó ta hoàn toàn có thể nhận ra được hai tập hợp này sẽ có những cái phần tử chung. Những phần tử chung này sẽ được gọi là bội chung của 4 và 6. Vậy thì, bội chung của 2 hay nhiều số là bội của tất cả các số đó. Chúng ta sẽ ký hiệu tập hợp bội chung là BCAB. Theo đúng định nghĩa, x thuộc BCAB hay là x thuộc bội chung của A và B nếu x chia hết cho A và x cũng chia hết cho B. Về mặt tập hợp thì chúng ta sẽ có nhận xét như sau. Giả sử đây là biểu đồ Venn minh họa tập các ước của 4. Đây là tập minh họa các ước của 6. Thế thì khi đó ta có thể nhận ra được ước chung của 4 và 6 sẽ là giao của ước 4 và ước 6. Từ đó, một cách tổng quát ta có thể suy ra ước chung của A và B sẽ là giao của tập hợp ước A với tập hợp ước B. Bội chung thì sao? Chúng ta có thể liệt kê được bội của 4 với bội của 6. Bội chung. Từ đó thì chúng ta sẽ thấy bội chung của 4 và 6 cũng là giao của bội 4 với bội 6. Tổng quát ta cũng có bội chung của A và B sẽ là giao của tập hợp bội A với tập hợp bội B. Đó là xét về mặt tập hợp. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi làm bài tập. Viết các tập hợp ước chung của 8 và 12 và bội chung của 8 và 12. Cách làm các bài toán tìm ước chung và bội chung. Với bài toán thứ nhất, đầu tiên chúng ta sẽ liệt kê các ước của 8, sau đó liệt kê các ước của 12 và tìm giao của hai tập hợp này. Khi đó ta tìm được ước chung của 8 và 12 là 1, 2 và 4. Bội chung hoàn toàn tương tự. Chúng ta sẽ liệt kê các bội của 8, liệt kê các bội của 12, sau đó tìm giao của hai tập hợp này. Thì ta cũng sẽ có bội chung của 8 và 12 bao gồm 0, 24, 48, v.v. Bài tập thứ 2, viết tập hợp các bội chung của 3 và 5. Sau đó đếm xem từ 1 đến 100 thì có bao nhiêu số là bội chung của 3 và 5. Câu hỏi đầu tiên thì khá là đơn giản. Chúng ta nêu ra các bội của 3, nêu ra các bội của 5 và sau đó tìm giao của hai tập hợp. Để ý kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy bội chung của 3 và 5 chính là bội của 15. Tổng quát ta sẽ thấy các thành phần ở trong bội chung của 3 và 5 nó có dạng là 15k với k là số tự nhiên. Từ đó thì ta sẽ làm được phần B. Các bội chung của 3 và 5 lớn hơn 1, nhỏ hơn 100 sẽ là 15, 30, 45, 60, 75, 90. Ta thấy chúng hơn kém nhau 15 đơn vị. Như vậy ta tìm được 6 số thỏa mãn.
Bài tập thứ 3. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6. Tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9. Gọi M là giao của hai tập hợp đó. Ta cần phải viết các phần tử của tập hợp M và chỉ ra mối quan hệ giữa tập M với tập A và tập B. Đầu tiên, chúng ta sẽ nêu ra tập A các số tự nhiên là bội của 6 nhỏ hơn 40. Rất là dễ dàng. B chúng ta cũng có thể liệt kê. M là giao của hai tập hợp thì ta sẽ thấy có các phần tử chung là 0, là 18 và là 36. Câu B rất dễ dàng, chúng ta thấy ngay được vì M là giao của A và B nên M sẽ là con của A và M cũng là con của B. Từ đó thì chúng ta có thêm nhận xét về tập hợp A giao B là con của A. Một câu toán đố. Có một lớp thì có 30 nam và 36 nữ. Người ta muốn chia đều nam vào nữ vào các nhóm. Hỏi có bao nhiêu nhóm có thể chia được? Mỗi nhóm sẽ là bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ? Các bạn nhớ chia đều, phép chia hết. Phép chia hết thì chúng ta phải nghĩ đến ước hoặc là bội. Để chia đều các bạn nam và bạn nữ vào một nhóm thì số lượng nam và nữ đấy phải giống nhau. Nói cách khác, số học sinh nam và số học sinh nữ phải chia hết cho số nhóm. Từ đó thì ta sẽ thấy ngay số nhóm sẽ phải là ước chung của 30 và 36. Dựa vào cái tư duy đó thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán này. Gọi số nhóm là x với x thuộc n thì khi đó 30 phải chia hết cho x và 36 cũng phải chia hết cho x. Vậy x phải thuộc ước chung của 30 và 36. Chúng ta liệt kê tập hợp ước của 30, sau đó liệt kê tập hợp ước của 36. Tìm giao của hai tập hợp này, nó sẽ là tập hợp 1, 2, 3 và 6. Như vậy chúng ta sẽ có, nếu như chúng ta chia số nhóm là 1 thì số học sinh nam mỗi nhóm là 30, số học sinh nữ là 36. Nếu có 2 nhóm thì số học sinh nam là 15, số học sinh nữ là 18. Nếu có 3 nhóm thì số học sinh nam là 10, số học sinh nữ là 12. Nếu như có 6 nhóm thì số học sinh nam sẽ là 5 và số học sinh nữ là 6. Đó là số nhóm cũng như số học sinh tương ứng. Bài giảng ngày hôm nay cô đã trình bày cho các em khái niệm bội chung và ước chung cũng như cách tìm bội chung ước chung của hai hay nhiều số. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận phía dưới để có thể củng cố được kiến thức. Bài giảng tới đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi trên YouTube để có thể nhận được những thông tin sớm nhất liên quan tới bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em!